Ai bữa nay nữa hai đi mời. Mới mổ đó. Rồi, tại sao bệnh viện cho xuất viện vậy là không, không cho phải, thuốc sao? Không xin phải là ổng mất liền rồi bà xin về. Xót quá, giống như là phải về làm hậu sự cho cha. Của em tưởng đâu hôm qua là về tới nhà tưởng đâu là bà đi luôn rồi đó. Trời ơi. Bà xỉu á. Yếu, yếu quá. Con lúc đầu là nó rất là khó khăn, sau đó là con phải đi mượn tiền người ta để lo cho mẹ. Cái sau đó là mẹ bị bác sĩ đưa cái giấy mỏ là đóng 6 triệu là con phải mượn tiền gom góp á. Nhiều khi chạy đôn chạy đáo không có tiền á. Trời ơi. Có nhiều lúc con cũng khóc một mình tại vì con thương mẹ, thương ông ngoại ở nhà. Cái con cũng không biết làm sao, cứ cố gắng vậy lo cho mẹ thôi. Biết cố gắng thôi. Chứ giờ con không làm không lo nữa thì không ai để lo đúng không? Trong khi ngoại bệnh, rồi mẹ bệnh nữa. Bây giờ thì ngoại đã mất rồi, bây giờ còn mẹ mà tình hình như thế này nghe đó. Quá trời luôn. Dạ em chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì nhóm anh em ở Sóc Trăng thì có đến ở đây là Long Phú đúng không chị? Xã Tân Hưng, huyện Long Phú. Sóc Trăng. Để chia sẻ một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt đó cả nhà. Nghe nói thì trong một gia đình có 3 người thôi mà 2 người bị bệnh rất là nặng trong thời gian vừa rồi, thì mới đây thì có một người đã mất. Đó. Thì sẵn gặp chị gái đây thì mình hỏi thăm chút xíu để coi cái hoàn cảnh sao á. Rồi em chào chị nha. Cho em cài cái mic cái, cho em cài cái chị. Rồi cho em cài cái mic cái ha. Cài cái mic cái. Rồi. Chị là gì với gia đình vậy? Dạ mình là dâu út của gia đình. Dâu út. Rồi, hôm nay thì nhóm anh em thì có nhận được cái lời giới thiệu á, đến đây chia sẻ cái hoàn cảnh. Không biết là hoàn cảnh gia đình mình là như thế nào á chị? Chị cho em hỏi là chị tên gì? Dạ mình là tên Lâm Thị Hồng. Chị Hồng. Hoàn cảnh gia đình là như thế nào chị Hồng? Dạ gia đình khó khăn dữ lắm. À. Em cũng muốn cho Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị em. Là chị. Hiện tại là trong gia đình là nghe nói là 3 người. Dạ. Là chị là em gái. Là dâu út, bà đó là chị thứ ba. Về chị... ai nữa? Có một người anh hai nữa mà anh hai người ta ra riêng rồi. Rồi. Dạ. Rồi có một đứa cháu gái. Nó mới năm nay tuổi tức á, năm nay nó mới có 17 gì 17 tuổi gì à. 18 ha. 17 dạ. 18 tuổi. Rồi nó đi làm nuôi mẹ nó, rồi mình á mắc nuôi ông lão, giờ ông lão mất rồi. Trời mất, mới mất hả chị? Dạ. Giờ ông lão mất rồi thì mình cũng có cái nghĩ định là sau này mình phụ cháu, mình đi giữ mẹ nó dùm cho cháu, cháu nó đi làm cho nó đỡ phần nào, nó nhẹ được phần nào á. Trời ơi, vậy là trong nhà là có người ông. Dạ. Ông nội hay ông ngoại chị? Dạ ông nội của mình, ông ngoại của nó. Ông ngoại của bé gái. Dạ. Rồi bé gái đó là phải đi làm là lo cho 2 người bệnh. Dạ. Vừa mẹ mà vừa ông luôn. Dạ. Mới đây thì ông là mất. Dạ. Nghe nói là nhà thì khó khăn rồi không có tiền bạc gì hết rồi giống như không có điều trị cho ông ấy hay sao mà lại mất như chị? Không có tiền đi bệnh viện nữa. Rồi em ở nhà nhiều khi em ăn khô không có tiền ăn nữa. Rồi hàng xóm người ta giúp đỡ cho mình vậy đó. Người này cho gạo Mạnh Thường Quân rồi như nhà chùa rồi đó cũng cho gạo. Cho cái gì lấy nãy ăn? Dạ đúng rồi. Người ta cho mì mình lấy mì, cho gạo lấy gạo. Trời ơi. Dạ vậy như chị ba bệnh gì đó mình không có khả năng mình mà tiếp tục ấy chỉ nữa. Trời ơi chị bệnh gì mà giữ gì chị? Bị chạy thận á, thời kỳ cuối á. Trời ơi chạy thận. Dạ lọc thận đó thời kỳ cuối á. Dạ bác sĩ có nói vậy nè, bây giờ lọc được ngày nào thì ngờ ngày nấy, còn không thôi á thì nhiều khi trên bằng lọc á, bằng mổ đó cũng mất cũng không chừng nữa. Vì huyết áp cao á, ngày lên 20, ngày 19 không có ngày nào mà bình thường hết trơn á. Người chồng chị đó. Chồng chị hả? Chồng chị mà bệnh á. Chồng chị bệnh hả? Chết lâu rồi. Ôi trời ơi. Chết rồi mà hồi. Chết rồi, bé gái còn nhỏ lắm. Lâu rồi. Nay chết nay nữa mười mấy năm rồi, hình như là 13, 14 năm gì rồi, chết lâu rồi. Hồi bé mới có 3, 4 tuổi gì đó không biết nữa. Mà bé hả? Chết 16, 15, 18 năm. Bé cứ lang nhang đi theo mẹ cắt lúa rồi đi làm đủ thứ, bỏ bù lăng bù lóc gì đó. Trong gom, trong cỏ gì nó cứ lội vòng vòng rồi mẹ nó cứ cắt lúa.
Chứ nhà nghèo đâu có ai mà tiếp ai được sống đâu. Sống vậy rồi nuôi con, hồi giờ ngã bệnh xuống. Dạ. Rồi cha mất nữa. Thì bây giờ mẹ đi đâu con đi đó, đâu có gửi như gửi em á, em cũng mất con của em nữa. Em đâu có gánh nổi. Thì tiếp thôi, phụ tiếp. Dạ đúng thôi. Rồi, thí dụ như có cơm thì cho cháu ăn vậy thôi. Chứ không có tiếp gì được nhiều hết trơn. Người chồng chồng mất thì người mẹ nuôi đứa con lận đận tới bây giờ thì cũng 17 rồi. Dạ. 17 cũng đã đi là giống như tiếp quán cơm này kia được thì cũng rất đỡ được gánh nặng cho mẹ. Dạ. Nhưng mà thật sự thì bây giờ thì dính vô cái bệnh nữa. Dạ, dạ không có khả năng mà trị nữa đâu. Tôi nghe nói là khi mà ông mất như vậy đó thì trong khi con gái thì cũng cái chị đó đang nằm viện rồi sinh về nhà. Mới mổ. Trời ơi, dạ, mới mổ. Rồi em nếu mà em không cho hay á, thì sau này bà ấy em mới ra em điện cho bà rồi bà về cho mới mổ vừa mổ xong không có thuốc men giờ về nằm vậy đó về rồi. Nằm luôn rồi em kêu là thôi quay lại lấy thuốc uống đi bà không chịu bà nằm vậy đó bây giờ không có thuốc hai bữa nay nữa hai đi mời mới mổ đó rồi tại sao bệnh viện cho xuất viện về là không, không cho thuốc phải, sao? Không xin phải về. Làm ổng mất liền rồi bà xin về xót quá giống như là phải về làm hậu sự cho cha của em tưởng đâu hôm qua là về tới nhà tưởng đâu là bà đi luôn rồi đó trời ơi bà xỉu á yếu quá sốc á đang bệnh rồi thằng chồng em la em hơn gì nói cho mà bà hay rồi gửi bà nằm xuống nữa rồi sao tiền đâu mà lo chị không cho thì không được tại vì không cho lỡ mai mốt cha mất rồi tại sao không cho hay chết cái chỗ đó nữa vì chết mốc nữa mà cho hay thì trong cái lúc này mổ quá nặng nữa nè. Ông mất là lúc nào hả chị? Mất hồi hôm qua 7 giờ sáng. Rồi khi mất là ai nhà chăm ông chị? Em chăm. Rồi yếu rồi đi luôn. Dạ. Mà gì đâu Phật. Em cũng không có tiền đem đi bệnh viện nữa. Em chỉ ở nhà rồi cho ăn cho uống rồi nếu mà nặng quá thì em chạy chồng em đi xịt thuốc đi làm này làm kia kiếm được vài trăm ngàn kêu bác sĩ lại tới nhà chích gì đó còn ngày không có thì ổng nằm ổng ghen vậy trong khi đó là chị gái là đang trong bệnh viện rồi con gái chăm sóc qua chồng dạ rồi đúng nghe nói con gái phải đi làm tùm lum việc để kiếm tiền hả chị đúng rồi nè xin chỗ căng tin đó chỗ bệnh viện Sóc Trăng đó làm trong căng tin bệnh viện Sóc Trăng xin chỗ đó làm đó người ta cũng thương người ta cũng cho làm đó người ta thấy tội nghiệp đó người ta cho làm cho đó nó vô trong bệnh viện giặt đồ rồi đi làm trong căng tin rồi bưng bê rồi bán rồi kiếm tiền lo cho mẹ chạy thận ví dụ bán bánh mì thế này kia đi làm các đủ thứ nghề hết mẹ là phải chạy thận suốt dạ mẹ thì nằm một nơi con thì đi chạy chừng nào mà mệt quá thì bác sĩ điện kêu bé Diễn lên đó kêu con gái chạy lên biết bé này luôn rồi mới thấy hoàn cảnh này luôn á trời chứ còn em mà em không đi được em mất ông già ở đây nè em đâu có đi được rồi bây giờ ông già mất rồi em cũng có ý định là sau này mình cũng đi phụ cháu gì đó mong muốn của chị là cũng muốn phụ cháu một tay chân để cho cháu đỡ ha dạ dạ tại mình thấy cháu nó còn nhỏ nè rồi nó chưa có gia đình nó còn nhỏ xíu nữa mình thấy tội con người ta hả đi chơi phơi phới rồi cháu mình nó vậy đó cực khổ từ nhỏ từ nhỏ đã không có cha rồi bên cạnh đó thì phải đi theo mẹ rồi một cô ốc ngoài đồng ngoài suối cực khổ rồi tới lớn rồi lại chăm lại mẹ trời ơi mình nhìn thấy con cháu người ta hả trời đi chơi không à nào tùm lum hết trơn còn cháu mình sao mà nó khổ quá không biết làm sao bây giờ chị dắt tụi em vào bên trong được không thấy bên trong cũng đang tổ chức lo ơi. Hậu sự cho cho mấy anh vô chổng xem cho nó rồi, gõ rồi mẹ bệnh nhà lụp sụp muốn sập luôn á trời nhà lá là nhà của mẹ bé gái rồi đi vô anh em đi vô đi đây nhà nằm ở trong cái con ngoài đường rồi chạy vào cái nhà ở trong đồng chỗ khu ba ấp qua cô á dạ ôi thấy gãy cho bầu trời mưa sình hả chị gãy cho chứ vậy cháu hôm qua, kìa, cháu hôm qua mưa á hôm qua mưa ướt hết trơn luôn á đâu có tiền mướn gạp nhiều đâu mướn có 2 căn nè mướn 2 căn rồi che cao su rồi che cao su thêm ai gì đâu con chào mấy chú mấy cô chào mấy cô mấy chú nha em mời mấy anh vô trong ạ lại đây nè chị lại đây cho em thắp hương kêu cô bé gái ra đi bé gái ra đúng bé Diễn tiếc mắt đâu bé gái mà dạ bé Diễn ơi nhà có 3 người thôi rồi thầy bé gái đây ok đặt hương dùng thắp hương trước đi nha đây là bé 10 giờ
17 tuổi hả? Con nhiêu tuổi? Ồ, 18 tuổi. Con tên gì? Thành nói chuyện lớn lên. Quyển hả? Bé Quyển. Quyển, ồ. Cái khi mà trò chuyện với gia đình đó, anh em vào đây thì cũng thắp một nén hương cho một người ông nữa. Con kêu bằng ông gì? Ông ngoại. Ông ngoại. Cái nhà. Lăng, đúng không? Dạ, đúng Lăng, rồi. 85 tuổi cả nhà. Dạ. Thì đến đây thì cũng thăm viếng, cũng xin phép thay mặt khán giả Mạnh Thường Quân thì cũng thắp cho ông một nén hương. Một cho hương hồn. Thôi giờ mình cho thắp hương đi. Đại diện đạo Phật, dạ, cũng còn cho hương hồn của ông được ăn nghỉ. Hôm nay con đến chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình để nói thành thành vô để giúp đỡ cho gia đình trong lúc khó khăn. Đại diện đạo Phật. Rồi ghi cấm nhang lên đây. Cũng đến thăm viếng gia đình để được mạnh khỏe. Giờ anh hỏi thăm bé ha. Thì cho trong lấy cái mít, cho lấy cái mít anh hỏi thăm bé gái chú kia, bé Quyển ha. Thì được con hỏi thăm chút xíu, chú kẹt ra. Mình tránh cái mít ra. Cái mít qua đây con. Để cho người ta đứng kia. Rồi xích qua đây con. Nó đứng xếp như thế. Rồi. Được không? Đứng được không? Rồi. Được anh em. Xích vào anh chút. Rồi xích vô con. Hôm nay thì mấy chú đến á, theo cái lời giới thiệu của bà con á, đến đây chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình mình á. Nghe nói là mẹ con hiện tại đang bệnh rất là nặng hả? Dạ đúng. Ồ, mà đó giờ thì có mình con đi làm để lo cho ông với cho mẹ. Dạ. Rồi con đi làm gì? Dạ con đi làm mướn cho người ta. Đi làm mướn? Dạ. Nghe làm mướn ở đâu? Nghe nói đi làm trong bệnh viện hả? Dạ đúng. Con mới làm bệnh viện gần đây thôi, lúc trước là con đi làm chăn nuôi đó. Con nói chuyện lớn lên cho cô nghe. Đi chăn nuôi này kia. Dạ. Rồi tùm lum hết. Rồi con vừa làm, rồi phải vừa chạy vào bệnh viện với mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Vì mẹ là bị bệnh thận hả con? Dạ, mẹ con bị bệnh thận mạng. Suy thận mạng. Dạ đúng. Mãn tính. Thời kỳ cuối luôn á. Trời ơi. Hàng tuần là phải đi chạy thận. Dạ, một tuần phải lọc 3 lần. Rồi, một tuần đi lọc 3 lần. Dạ. Rồi lọc xong rồi lại về nhà. Dạ đúng rồi. Rồi không có xe Honda đi nữa mấy anh. Mà đi xe taxi một chiến gì đó là 150.000 người ta ăn giảm giá. Nếu mà ta không giảm giá là ăn sáng giá là một chiến 200.000. Mình đi về là 400.000. Nhiều khi không có tiền xe là phải ở lại nằm. Không có, phải bỏ cử lọc. Rồi hôm qua nghe nói là khi mà hôm mà ông mất đó là lúc đó con ở đâu, Quyển ở đâu, con ở đâu? Con chờ mẹ mổ xong con mới về được. Rồi con đang ở trong bệnh viện với mẹ. Dạ. Rồi hay tin là ông mất. Dạ. Rồi trước đó là con có gặp ông không? Là chiều hôm đó con có gặp rồi, xong cái con lên bệnh viện với mẹ. Sáng thì nghe tin là ông mất. Ồ trời ơi, mới gặp ông rồi mới vô bệnh viện, đưa mẹ vào bệnh viện để mổ. Dạ. Ủa mà mổ, mẹ mổ cái gì? Dạ mổ cổ, đặt kim cổ. Đặt kim cổ, chứ không có đặt tay hả? Dạ tay bị hư rồi. Trời ơi, hết cổ rồi, chắc lâu năm rồi mới vậy đó. Dạ bị hư hết cái tay với cổ, trong trời chỗ cổ thôi. Nhà đồng chí nó không có cha nữa. Ủa sao mà mới mổ mà sao xin về để làm đám tang cho cha mà sao bác sĩ cho ta? Năng nghỉ người ta lắm, bây giờ ổng mất chị nè, bả năng nghỉ hơn cái gì nữa, người ta đâu có cho về, người ta kêu là về tới nhà là phải đi liền. Mà về tới nhà bả nằm yếu không lên nổi, bả chung. Về là nằm dạ, luôn. Tại vì khi mà về sợ bị kích động một phần, rồi thêm mà cái vết thương mà mổ mà không có bác sĩ rồi chăm sóc nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà không cho về không được. Không cho về là không. Đúng rồi, ba mất mà phải gắng. Sợ bà ở đó, bà không biết rồi, bà kích động còn hơn là về nhà nữa. Dạ. Về nhà mình động viên á, mình khuyên á, giờ lỡ cha mất rồi thì thôi,
nếu mà chị ba khóc nhiều hơn nữa thì chị ba phải đi bệnh viện là bỏ cha nữa. Dạ. Ba phải cố gắng lên, bình tĩnh lên, lấy lại cái sự mà mình thấy là đây. Mình ở đây được với cha là ngày mai mới mình đưa cha đi được, còn chị ba mà khóc dữ là không có ở đây được. Gán, bà gán bà nằm bà chịu đựng. Gán để về dự tang của cha. Dạ. Trong khi mình mới mổ sức khỏe rất là yếu luôn. Không có miếng thuốc nào hết trơn. Quá tội bé này. Bé Nguyễn con có biết cha con không? Dạ không. Từ nhỏ là không biết cha luôn. Dạ. Sao không biết cha? Cha đâu? Cha bỏ con hả? Dạ hay cha mất. Ây dù. Cha con mất rồi. Dạ. Mày gì đọc thật. Mẹ con lận đận ha. Là từ lúc cha mất nhiêu tuổi con biết không? Con nhiêu tuổi? Con tầm mấy tháng gì á, mẹ nói con nghe á. Ừ, mẹ nói nghe. Mẹ chưa được 1 tuổi ha lúc mà cha mất. Dạ. Rồi sống với mẹ, với ông. Dạ đúng. Rồi con có đi học gì không? Con học tới gần lớp 6 là con nghỉ rồi. Sao vậy? Sao nghỉ rồi? Tại vì hoàn cảnh á chứ. Lớp 6 là nghỉ rồi. Cái lúc mà con nghỉ học lớp 6 đó là con làm cái gì mà con nghỉ học? Con đi mặn mướn ruộng cho người ta xong cái tới lúc 10, 11 tuổi là con lên Sài Gòn con đi chăn nuôi cho người ta. Là từ cái mà lúc mà nghỉ học là con đi làm luôn? Dạ đúng. Tự đi lúc đó còn nhỏ quá. Lúc đó con mấy tuổi? Mười mấy tuổi hả? 12 tuổi là con đi, còn ở đây là con... Lúc đó đi với mẹ là đi làm rồi. Mà giỏi vậy. Hai mẹ con cũng vui, còn chảy gì đó chứ không ở nhà đâu. Lúc mà mẹ con khỏe. Dạ, mẹ cứ đi đâu mẹ lôi đi theo gì đó rồi lúc còn nhỏ luôn. Dạ. À, lúc là mẹ trên Sài Gòn là còn khỏe, rồi phát bệnh rồi mới về đây hả con? Dạ. Dạ. Về đây là ổng bệnh trước là xong về xong cái ổng khỏe là con đi làm bả ở đây nuôi. Cái xong bị phát hiện bệnh là con phải về chăm bả tới giờ. Trời, về chăm mẹ. Về chăm mẹ. Được kêu bả chăm mẹ chứ với ông đúng không? Ông bệnh thì mẹ chăm rồi con đi làm. Dạ đúng. Sau này mẹ bệnh nữa thì con về chăm mẹ. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp không? Về đi làm một ngày bao nhiêu tiền, có đủ lo cho mẹ không con? Cũng đủ ăn uống từng ngày á, nhưng mà nó không có đủ tiền thuốc tiền gì á. Nó phát sinh ra nhiều thứ. Cái bữa hôm qua mổ về em đâu còn tiền đâu, cho 200.000 đi để dành là mua đồ ăn cho mẹ thôi. Dành yeah. Đó nó con đừng có xài phí nha, đừng có làm xài bậy bạ để dành mua cơm hộp cơm cho mẹ ăn là mẹ lấy sức khỏe thôi. Oh, còn 200.000 là đưa cho cháu đi. Về mưa đó nhá, chiều đó mưa tầm tã luôn. Về mưa. Vậy là hiện tại giờ là con đang trong bệnh viện nuôi mẹ luôn. Dạ, mà dạ phải đi làm, giống như sáng thì làm, chừng nào mà bác sĩ có điện gì mới con mới chạy lên. Dạ. Quá cực, tội nghiệp chỉ cái tuổi này mà chăm bệnh mà phải đi kiếm tiền, phải lo. Chứ không làm chứ vô gần chứ chị. Không làm thì không có tiền. Mới chào đời thì cha đã mất. Rồi xong cái đi mưu sinh với mẹ là một thời gian là 12 tuổi nghỉ học. Đi với mẹ mà không ngờ bây giờ mẹ bệnh cái nữa, ập cái nữa. Mẹ con năm nay nhiêu tuổi? Dạ mẹ con 53. Trời ơi, 53 tuổi cũng đâu phải là dính tuổi căn bệnh đâu. Mẹ. Dính cho cái căn bệnh là không có. Con có suy nghĩ là mẹ bệnh nó là nặng dữ không? Đầu con cũng nghĩ là khỏe nhưng mà không ngờ nó phát sinh ra cái nó nặng hơn á. Nặng hơn nữa hả? Dạ. Càng ngày càng nặng. Quá tội. Thế là mẹ con còn đi đứng rồi được không? Đi được nhưng mà nó sẽ mệt. Yếu. Có tim không? Có dính tim gì không? Có suy tim luôn. Suy tim luôn, trời ơi nặng lắm. Thật là nó sẽ hư qua. Có gì cần á? Sự nghiệp làm tháng đâu có nhiều đâu, chắc nhiều cũng để tiền cho mẹ không? Ngày 20, 19 đó không có ngày nào mà bình thường đâu, lên cao không à? Dạ. Không có xuống thấp được. Okay. Nếu như mà mệt quá thì dạ, con gái nè là khuyên mẹ là đi bệnh viện đi. Dạ. Dạ. Đi bệnh viện để coi cái sức khỏe của mình là quan trọng chứ nằm ở đây cũng không có được. Đứa bé cho cái tuổi đâu có biết đi chơi giống như những cái tuổi kia 17, 18 tuổi đâu á. Tối ngày lận đận bên mẹ rồi sao bây giờ mẹ bệnh trong bệnh viện không? Đúng không con? Dạ đúng. Nghe nói ngoài móc mà gia đình cũng không có điều kiện để mua cái áo an luôn hả chị? Dạ đúng rồi, em đi xin người ta á, em sẽ đi xin nhà hảo tâm gì ở ngoài, chồng em đi xin á. Nghe nó không có cái hàng mà cái hàng Khmer luôn. Dạ. Phải xin cái hàng người Việt. Dạ đúng, đi xin. Dạ đúng rồi.
Thì đó là những lúc mẹ bệnh rồi có tâm sự hay mẹ con sao không? Em đi xin được đi, thí dụ em xin nhà cũng nhà không, nhà hảo tâm cho em rồi em được dư phần nào để dành tiết kiệm đi sau này lo cho chị ba. Ồ, mình đi xin đi để thí dụ như xong đám thì có dư chút đỉnh thì để lo cho chị nữa, cho mẹ bé. Chị ba cũng không được bao lâu nữa đâu, mình thấy tình hình này bác sĩ cũng có chỉ rồi. Vậy đó hả? Rồi. Dạ, bác sĩ có nói rồi. Là bác sĩ cũng nói là chuẩn bị cái tinh thần trước đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Không biết mình cũng đâu có biết thời gian nó dài hay nó ngắn, mình chỉ cầu cho được dài đi. Trời ơi, mẹ mà mất là lận đận luôn, mình nên luôn, không biết sống với ai luôn nè. Quá tội luôn nè. Trời ơi, nhất là không có người thân bên mình, cho dù người gì lo nhưng mà cũng còn con cái này kia. Chỉ còn mẹ mình với cha mình thôi, mà cha thì lúc sanh ra đã ra đi mãi mãi rồi. Bây giờ tới mẹ, mẹ thì trong một cái câu nói thì chắc bác sĩ cũng có nói với con phải không? Bác sĩ cũng có tâm sự với con phải không? Giống như nói về cái bệnh của mẹ như vậy đúng không? Với con mắt hình thường quá tội. Cái tuổi nó có 18, 17, 18 tuổi. Tuổi trong khi đó là phải nô đùa với tuổi này quá trẻ. Tuổi này còn đi học. Đi học không? Tuổi này đi học không? Nhưng mà giờ phải giống như phải lo đủ thứ hết. Áp lực nó nặng nề giống như cái tuổi mà 30 đổ lên. Những này là mẹ nằm ở đâu giờ con gái? Dạ, ở nhà sau ạ. Ở sau xem ở sau rồi. Thấp lắm, chỗ đó nó hầm lắm. À, bây giờ mình đi vô sao? Cái này là hai căn nhà hả? Hay là dạ, một? Đúng rồi. Mình đây. Này nhà nước mới cho một căn này nè, hồi xưa là ở nhà lá sụp xệ bên đây nè. Dạ. Bây giờ là cũng vẫn còn để là hai bên dạ, luôn ha. Rồi cái này là nhà tình thương được hỗ trợ hả chị? Dạ. Nước mới cho đó, hồi xưa là ở nhà bên này nè, bên nhà lá này nè. Dạ. Là con liên hệ bên mấy chú hả? Ai liên hệ lúc mà nằm trên bệnh viện? Con bé gái liên hệ. Liên hệ với em ạ. Liên hệ với bên bệnh viện. Rồi cảm ơn. Đến để giúp cho mẹ đúng không con, giúp cho mẹ. Bây giờ đi qua sau đi rồi mình trò chuyện tiếp. Ô, con dắt ra thăm mẹ đi con. Đây là cái Quyển 17 tuổi rồi nha. Đám thì cũng có bà con. Đi. Đi vô, đi chào mấy cô nha. Chào chú. Con đi vô trong đó chú. Chào mấy cô. Cây thoát thuộc. Ở đây giống như cái nhà sao vậy ha. Nhà bên kia. Con biển rồi. Người thì mắc ở trước, người thì nằm ở sau. Ôi. Sao vậy trời? Ôi. Con nhảy lên với mẹ trên con. Rồi nằm ở đây đó. Thôi nằm đi không sao đâu. Rồi nằm bình thường đi. Để nằm lại cho nó gọn gọn con cắn gì mệt không? Nhắc cái này mình quên chút. Dạ để cao á, tại vì nó đau á. Ờ đau à. Nói chút. Nói kia hay lắm. Ừ. Nằm đây nằm giữ cái. Mổ gì mà không có viên thuốc về uống nữa sao chịu nổi hai ba ngày. Đau. Đây được coi, nó cao quá tao. Bằng không được không chạy. Nó chịu được không? Hả? Chịu không? Thôi đừng có gắng. Thôi khỏi rồi. Thôi để cho chị nằm nghỉ đi. Ông mất gì rồi chị thì đó giờ mới thấy luôn á. Chị bị kê tha nhông bé nó bé lọc máu. Cái hàng ở trước chị thì ở sau nằm đau đớn. Chị nhảy vô trong luôn. Thôi được rồi. Hỏi mẹ coi, Quyển hỏi mẹ coi tình hình sao rồi, thấy sức khỏe trong người sao? Mẹ ơi. Hơi mệt hả? Ồ, hơi mệt. Rồi sáng giờ mẹ có ăn uống gì không con? Ăn được miếng cơm hả? Ăn được miếng cơm rồi. Bình thường quá. Thấy chị rất là yếu rồi, mà lại xin viện để mà đi về đây để đi đám tang cha. Ừ, lo dự tang cái cha. Trời ơi, để nhìn mẹ mà rớt nước mắt kìa. Tình cảnh gì đâu ở đây. Nhà mà có hai ba người thôi mà hai người đã bệnh rồi. Đừng có khóc, đừng có sốt tập quá. Cô đừng có khóc cô. Cô đừng khóc, cô đang mới mổ đó cô. Nhưng là
tới bệnh viện nha. Khóc lên còn khóc theo rồi. Giống mẹ, giống hệt á. Nói chuyện mẹ nói thôi, đừng có khóc. Giống hệt đấy. Tới giờ làm lễ hay sao vậy? Tao không dùng dùng con hết. Vô tóc bên á. Em đi bệnh viện nha. Tới giờ không? Không có đâu, cái này là không phải đâu cúng á. Tại là cúng rồi đọc tên này kia. Cố gắng lên nha chị ơi. Tụi em chia buồn với gia đình mình nha. Mẹ tên gì con? Rồi khóc rồi kìa. Mẹ tên gì con? Dạ mẹ tên Thạch Thị Sa Mít ạ. Sa Mít 53 tuổi nha chị em. Nói mẹ cố gắng lên con ơi. Nói mẹ cố gắng lên. Nói chuyện mẹ kêu mẹ đừng có khóc. Cố gắng lên chị ơi. Khóc khóc lên đi. Trời ơi. Đang mệt đó. Bằng nguyên. Đưa ba đi giấy luôn đi chùa đó. Ừ. Này chắc mai đưa luôn hả? Đi đâu có nổi đâu sao đưa. Thì em động viên cho ở nhà vậy thôi. Nhưng mà gắng kệ đi. Gắng ngày mai đưa đi rồi xong. Mai Quyển đưa ông đi là phải đưa mẹ vô bệnh viện tiếp nè. Để lo chứ để ở nhà. Đưa chị vô bệnh viện. Rồi phải đi liền ơi. Chứ nằm gì cũng được đâu. Ngày mai cũng gán, chị gán tới ngày mai. Chịu đi, chị ba đợi đưa ba đi. Chị ba mai đưa ba đi rồi xong rồi mới đi. Đưa quan tài đi ra khỏi nhà rồi mới chịu đi. Anh còn mình kịp quen lọc máu thì cứ đi. Rồi tay chân gì đó. Bây giờ phải chỗ nè. Mấy cái chỗ mà ghim tim á. Cái này chỗ người ta lọc máu. Lọc máu bởi vậy ta mổ lên đây mới lọc được. Dạ. Một thời gian nó phải đổi cái chỗ khác nó mới siêu được. Giờ tại gì hết trơn, bây giờ tính con cổ nó mới có. Chỗ đó là tao phải mổ chỗ khác mà mình đã rút mổ lên. Ống kim vô mình mới lọc tiếp được nữa. Nhưng mà giờ chỗ đó mà tắt nữa là thua luôn. Không biết mổ đâu luôn. Dạ hết chỗ. Mổ tùm lum hết bây giờ chân mổ rồi phải không? Dạ đúng. Chân tay và mổ. Tay rồi tới chân. Tới chỗ đó là thấy là dạ, hết chỗ. Bên này cũng xong, bên này xong xong hết rồi. Bây giờ còn có chỗ đó. Rồi lọc máu nữa, không phải lọc máu. Đau đớn. Đầu tiên hôm qua là lúc mà mẹ mổ xong là con nghe tin ong mắt là chắc con chụp hết trơn hả con? Dạ. Chạy về liền hả? Con về hả? Rồi mẹ đòi về đâu, theo hả? Đâu có được đâu mổ, mẹ còn trên trên bàn mổ mà. Còn trên bàn mổ luôn. Dạ. Trời ơi. Mổ xong rồi bà nó vô nó cho mẹ hay rồi bà khóc. Ở trong đó rồi xỉu lên xỉu xuống rồi một hai bà đòi về không có thuốc mấy. Rồi tưởng nó mổ rồi. Nếu mà người lớn mình á thì đâu có cho chị biết sớm đi. Đúng rồi em điện cho nói là đừng có cho mẹ hay, mẹ ở trên bàn mổ mà nó chạy vô nó đi nói cho mẹ hay. Bình quýnh quá mà. Bình quýnh nghe cái cũng sốc luôn rồi chạy vô. Mẹ thì xỉu lên xỉu xuống ở chỗ đó mình thì mình dặn rồi mà cháu nó không nó mà không cho mẹ hay rồi sau này mẹ trách nó nói vậy đó. Phải bắt buộc cho mẹ hay, còn em thì cũng phải bắt buộc cho cháu nó hay. Dạ. Vậy tại vì cũng là ông ngoại. Dạ. Đúng rồi. Mình không cho hay là đâu có được. Mình cũng biết là bả đang mổ mà nhưng mà mình phải cho hay. Rồi chồng em nói là đừng có cho chị ba hay. Mẹ em nói hồi bây giờ thì chị ba cũng là cha của chị ba mà không cho hay sao được. Dạ. Rồi sau này chị ba chắc thì sao. Dạ. Con nói với mẹ, ông ngoại thì cũng 80 mấy rồi, thì cũng là lớn tuổi dữ lắm rồi. Không bệnh thì cũng mắc à, tâm sự với mẹ, buồn thì cũng buồn thôi. Tại vì mẹ đang bệnh nữa, khi mẹ giữ sức khỏe. Đúng rồi, lỡ mẹ tuổi, có gì là tuổi, con không biết tuổi sao lớn tuổi rồi, ông ngoại trước sau cũng phải mắc thôi. Nhưng mà mẹ đây mà mắc là bỏ mình nên con nè, rất đau lòng nè. Ông ngoại thì bắt buộc phải đi rồi đó, cái tuổi quá lớn rồi. Con nói mẹ thôi, con là sinh tử bình bảo mà, cho nên là con phải cố gắng, con khuyên mẹ nghe không? Dạ. Cô có ăn uống gì được không? Con sữa gì không? Cô uống nước thôi à. Ủa, phải sữa đâu? Không mua sữa hả? Dạ, uống sữa không được. Không uống sữa được. Sữa không được hả? Dạ. Chắc uống sữa cái nó bị nghẹn quá. Em mua sữa cái chai mà nhỏ nhỏ đó, không có uống được đâu. Chứ nước yến lon rồi nó cũng không uống được đâu. Chỉ uống nước thôi. Để ăn cơm, ăn có chút xíu rồi. 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 Tại người bệnh á, khó ha. Mà ăn tầm 7 á thì ỉa nguyên ngày nó đun thì chảy. Có đường ruột không? Có bị đường ruột kia không? Mà sẽ giữ được. Dạ có quá, bởi vì chảy nguyên ngày. Nhưng mà ăn tầm 7 là chảy nguyên ngày đó. Một lát đi, một lát đi á. Thậm chí đi tại chỗ luôn.
nó trong giai đoạn rồi nó bị biến chứng vậy là không có còn còn giống như là giữ được, giống như muốn sao muốn dạ, này là rồi, giống như nó tuôn như nào tuôn rồi không có chủ động được cái gì hết trơn, đi là đi. Bác sĩ nó thôi được rồi, được rồi, khó phải con gái bác sĩ nó mẹ như bệnh. Dạ. Nhiều thứ bệnh mẹ. Dạ, mẹ cũng 2-3 thứ bệnh á, nên trong người đầy biến chứng rồi, biến chứng thận rồi tim rất là sợ. Chắc con Nguyễn sợ lắm hả con? Sợ nghe thấy mẹ bệnh gì lo sợ lắm đúng không? Dạ. Nếu có một cái mong muốn cũng như một điều ước thì con ước cái điều gì? Con mong muốn cái điều gì? Gì đó. Dạ, con ước mẹ khỏe lại. Trời ơi. Cười trong khóc hết anh chị em. Đau lòng lắm kìa, muốn mẹ khỏe lại thôi. Chỉ cần có mẹ khỏe lại thôi. Rồi trời, chỉ còn một người thân là mẹ thôi. Cô gì thì chưa chắc đi hoài chung được. Có mẹ cầm kề mới được. Muốn mẹ khỏe lại thôi. Em muốn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị em. Tặng đi chị bệnh cho bà được sống lâu, bà nuôi con bà. Giờ sao mà có Mạnh Thường Quân giúp, giống như cho bé Nguyễn đỡ lo, đỡ đi làm, tập trung vào lo cho mẹ đúng không chị ha? Chứ bé mà vừa lo cho mẹ mà vừa phải chạy đi làm, kiếm tiền. Nó thì thật sự tội cho bé quá. Có cho Mạnh Thường Quân đỡ nhiều bào rồi. Ở xứ xa cho chị em được tiền nhiều đi chị bệnh. Cho bà sống được lâu, bà nuôi con bà. Bây giờ là giống như hàng tuần là mình phải đi lọc thận, tốn tiền xe, rồi chi phí này kia, mình tốn có nhiều, vô bệnh viện thì có tốn tiền này kia nhiều không? Chắc không. Dạ. Lọc thận thì đâu có tốn tiền nhiều. Dạ, chỉ có tốn tiền xe. Tiền xe. Rồi đi đắng rồi ăn uống. Thí dụ như là mua ống chích mua gì, bây giờ bác sĩ cũng đưa cái phiếu cho mình đi ra ngoài. Đúng rồi. Găng tay rồi đó. Bác sĩ không có cấp cho nữa, mình phải đi ra ngoài mua. Một ống chi mà tim chích tim đó mà. Đúng rồi. Phải đi mua chút giờ tiền không à. Thuốc nhỏ mình cũng đi mua ngoài nữa đó. Là có bảo hiểm rồi phải không, mà cũng phải mua phải không? Phải đi mua, người ta ghi miếng giấy cho mình đi xuống căng tin mua. Có chạy lên chạy xuống. Nhiều khi em đi có đi thăm đi coi phụ nó, nhưng mà em đâu có biết bán cái căng tin thang máy đâu, nó chạy ơn không à. Em chỉ ở trên nó phụ coi mẹ nó thôi. Em không biết, em đi thang bộ đi ghét dò gã dạ. Cũng mong mình em dâu mà có một cái đồ phải em. Dạ em dâu. Em dâu mà thương chị chồng đi vậy ha. Trong lúc nó lên mổ cái cổ là bệnh viện kêu nó đóng tiền viện phí 6 triệu. Nhưng mà nó không có tiền. Dạ. Giờ anh em bà con trong lối xóm ủng hộ. Rồi mớ đó mượn tạm ứng mượn người ta đó chừng nào có được thì trả lại. Mới đây á hả? Mới đây mổ cái cổ này ha. Ồ là con có tiền cho mẹ mổ hả? Mượn tiền. Vậy hả con? Mượn xỉn rồi con có suy nghĩ mà trong cái thời gian sắp tới á, con có dự tính gì chưa? Nếu mà trong cái tình hình như thế này, chú thấy mà mẹ mà bệnh rất là nặng. Đó, rồi con rồi. Hiện tại là con có đi làm không? Có làm ở trong đó không? Dạ có. Trong cái lúc này là chú nghĩ là con phải trực tiếp ở bên mẹ, tại mẹ mới mổ xong á. Dạ. Rồi con có dự tính sắp tới thì mình như thế nào chưa, trong khi mà mới mượn tiền hả? Con mới mượn tiền người ta hả? Dạ đúng rồi, con lúc đầu là nó rất là khó khăn, sau đó là con phải đi mượn tiền người ta để lo cho mẹ. Cái sau đó là mẹ bị bác sĩ đưa cái giấy mổ là đóng 6 triệu là con phải mượn tiền gom góp á. Nhiều khi chạy đôn chạy đáo không có tiền á. Trời ơi, điện về nhà rồi chạy đi kiếm tiền. Dạ. Để lo cho mẹ. Dạ. Con giống như là bây giờ con còn nhỏ như vậy á, con đi mượn tiền rồi người ta có cho con mượn không? Có, nếu mà có người cho thì người không cho, tại vì con phải năn nỉ người ta. Giờ mẹ bệnh rồi con cũng không biết làm sao nữa. Chứ phải cầu xin người ta. Cầu xin người ta giúp mẹ. Dạ. Như là thôi. Rồi con có nghĩ mà với số tiền như vậy thì khi mà mổ xong rồi nè. Rồi mốt mẹ cũng còn tốn tiền chi phí nữa, rồi tiền rồi con tính là như thế nào để trả cho người ta 6 triệu. Con tính là giờ đi làm về nuôi mẹ thì bây giờ con chỉ mong là Mạnh Thường Quân có thì giúp đỡ con một số tiền nào đó thì để con lo cho mẹ con những lúc khó khăn như này. Con cũng cảm ơn cô chú nhiều. Trời ơi.
Con biết bây giờ là cái đường con đang dài mà đang nặng lắm đó con. Xa lắm. Đang khó khăn lắm đó con. Mẹ còn nằm dài dài đó con. Cái tiền thuốc, tiền đầy đủ hết trơn, không phải là tiền mổ đó không đâu con. Dạ. Cái lúc mà mẹ con đi bệnh viện rồi mổ đó, rồi với lại nằm ở thời gian dài đó có tốn tiền nhiều không con? Tốn tiền nhiều lắm mà, giống như là vô đạm, vô nước chai. Mấy chai mà ấy á, là... Quá chất đó hả con? Thuốc ngoài hả? Thuốc ngoài là cũng, chai đạm là cũng tốn triệu mấy. Ừ. Thì con ráng đi làm bằng con mượn người ta, xong con kiếm tiền trả người ta. Mượn ai con? Dạ mượn hàng xóm xung quanh. Ờ. Thì có khi nào con ứng cái tiền của chủ không? Dạ có. Có. Đi làm ứng trước. Ứng trước. Lo chưa? Con biết không, đâu có phải vô một chai đó là nghỉ đâu. Yếu là vô, mà đâu phải vô một chai một triệu đâu. Mà đối với con một triệu đâu phải dễ kiếm mà dễ mượn đâu. Dạ. Ứng ai mà cho ứng hoài đâu con. Đó. Thì ứng cũng đúng khó khăn. Một số tiền nào đó thôi. Có khi nào Nguyễn cảm thấy mà cho mình bế tắc không? Cái cuộc sống của mình mà cứ như vậy hoài luôn. Cứ đi làm rồi lo cho mẹ, mà khi bệnh của mẹ lúc nào cũng càng ngày càng nặng mà nó không có bớt á. Con có khi nào con tự khóc một mình không? Có nhiều lúc con cũng khóc một mình, tại vì con thương mẹ, thương ông ngoại ở nhà. Cái con cũng không biết làm sao, cứ cố gắng vậy lo cho mẹ thôi à. Biết cố gắng thôi. Dạ. Chứ giờ con không làm không lo nữa thì không ai để lo đúng không? Trong khi ngoại bệnh, rồi mẹ bệnh nữa. Dạ. Bây giờ thì ngoài đã mất rồi, bây giờ còn mẹ mà tình hình như thế này nè cả nhà thấy quá trời luôn. Đối với một cái tuổi này mà ngồi mà thấy mấy đứa ngoài mà chạy vòng vòng á thì nghĩ là sao cái cuộc đời mình sao vô phước vậy, sanh ra thì cha mất không biết mặt cha. Mà trong khi đó bây giờ mẹ bệnh nữa mà cũng không có được cái gì. Chỉ biết là trong bệnh viện thôi chứ không có được cái gì hết trơn. Bệnh viện mà đi làm cái tuổi này đâu phải tuổi làm đâu. Lúc mà mẹ con á nằm ở trong bệnh viện rồi ông ở nhà là bệnh hay là ông cái triệu chứng như thế nào mà ông mất gì? Là lúc đầu ông cũng khỏe nên là đưa mẹ vô bệnh viện. Sau đó thì con một lúc chạy lên bệnh viện, lúc chạy lên nhà một trời ơi. Nặng, ông bị bệnh nặng á, cái cô chú Út về chăm cho mẹ con đỡ, cho nên là con chỉ lo cho mẹ con thôi, lâu lâu con mới về được. À, con biết con chạy lên con chạy xuống liên tục luôn là dạ. Chăm sóc hai người một lượt. Dạ. Trời ơi. Cô Út xuống á nghe còn đỡ chứ con lúc trước là chạy lên chạy xuống luôn. Lo cho hai người. Ông cũng còn đỡ. Sao? Rồi ông có nặng. Đưa ông đi bệnh viện không? Có đưa nhưng mà ông không có chịu đi. Sao vậy con? Con có biết sao ông không chịu đi không? Con cũng biết nữa, xong cái bác sĩ nói là giờ không về ở đây cũng không có cứu được đâu. Nên là ông về nhà là ông bệnh nặng là ông nằm ở đây luôn là cỡ tầm mấy là ông mất luôn. Chắc là ông cũng như là thấy không có tiền muốn về đó cho nên ông không muốn ở điều trị á. Ông mất, vậy là tính ra ông mất thì đâu có nhìn được mặt được con với mẹ con đúng không? Dạ. Đó. Trong khi mẹ đang trên bàn mổ nữa, dạ. Đâu có nhìn mặt được hai người mà mình rất là thân sống hàng ngày đó. Đau cái là đưa mẹ đang lên bàn mổ mà nghe cái tin ông ngoại nhà mất, đau nhất cái đó luôn, không vừa bằng một cái người thân mình mất. Mà trong khi đó mẹ gục mình đang nằm trên bàn mổ rồi chờ mổ nó không biết sao nữa. Dạ. Mà có tiền nữa vậy không có tiền nữa chứ. Phải đi mượn tiền, nhiều cái để lo lắm. Lo cho em có hỏi gì nữa không? Chị ơi, chị có mong muốn gì không chị? Mong muốn gì không? Gửi đến bà Mạnh Thường Quân nè. Chị bệnh khỏe, rồi coi con có gia đình, rồi chú yên tâm đấy. Chị cho hết bệnh, cho con gái có gia đình người mới yên tâm ha. Rồi rồi. Tâm cũng cuối đó chị. Thương con gái, thấy con gái như vậy là muốn hết bệnh rồi lo cho con gái tới có gia đình này kia. Ổn định hết rồi có mới an tâm. Trời ơi cái nhà cái tội nghiệp không có nhà. Có ai mà muốn mình bệnh như thế này đâu, bởi vì dính vô cái bệnh cái khổ vậy đó. Thì thôi đi. Bệnh này không có thôi khỏi đâu. Tại vì nhọc lọc mau. Chừng nào nó mệt nó hơi thở oxy. Dạ. Mà trước tiên thì mình phải
suy nghĩ lạc quan. Tại vì bệnh mà bác sĩ thì còn đang điều trị mình đúng không? Thì biết đâu được mà mình sẽ hết. Mà trong khi đó tại mình không có tiền thôi, mình có tiền là nó đỡ nhiều lắm. Có tiền thì mình đỡ lo nè, rồi cứ tập trung vào... Cứ lạc quan lên hả chị ha? Cố gắng lên. Nhiều lúc không có tiền một đồng nữa. Trời ơi, không có tiền một đồng nữa. Đó, phải làm sao, con gái phải làm sao hả chị? Đi xin cơm từ thiện. Xin cơm từ thiện. Người ta cho tiền 100, 200 rồi. Thầy người từ thiện vô cho. Rồi, rồi. Mình giữ cho con mua đồ ăn. Ta cho cô á, cô giữ lại để đưa cho con mua đồ ăn. Rồi, rồi. Hiểu lắm cái nhà. Chị cố gắng lên ngay, cố gắng vì con gái ha. Cô nè. Lạc quan lên. Cố gắng lên nghe chị nha. Thì giúp tiên hôm nay từ từ em đón thì cũng chung là thì xin cảm ơn. Dạ. Thầy Vương hôm nay giúp đỡ. Có thiệu. Thiệt mặt. Hồi từ em đến thì cũng thay mặt khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân thì gửi lời chia buồn đến gia đình mình. Thì ông đã mất rồi thì chị cũng phải cố gắng để mình còn trị bệnh nữa, để sống với con gái. Con gái thì cũng phải cố gắng nha con, rồi đi chăm sóc cho mẹ. Đừng có buồn nhiều quá, thương bé gái quá trời, mới có mười mấy tuổi rồi. Phải gánh vác trên vai những cái khó khăn như thế này thôi nha. Thì hôm nay anh em đến đây thì chắc anh em mình cũng thay mặt Mạnh Thường Quân nha. Bước đầu cũng như là trích một cái phần quỹ để gửi cho gia đình, để phụ với bé Quyển để lo cho mẹ, như là phụ trong cái tang lễ, rồi có gì cần á mình dùng ha. Thì hôm nay thì đến đây thì đầu tiên thì em cũng xin phép quý Mạnh Thường Quân, xin phép chú Sưng Việt Kiều Mỹ sẽ trích số tiền là 500.000 hỗ trợ cho gia đình. Tiếp đó thì có cô Ngọc Việt Kiều Úc hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có một chị gái xin giấu tên hỗ trợ 1.000.000. Tiếp nữa thì có chị Linh Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có cô Sáu ở Cali Mỹ hỗ trợ 500.000. Cuối cùng thì có bà Nguyệt ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 500.000. Giờ thì hôm nay thì em đến đây cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân và trợ duyên cho gia đình mình số tiền là 4.000.000 ha chị ha. Qua kênh Vagina cũng như là đồng hành thì cũng có anh em ở Sóc Trăng nữa. Bây giờ em xin phép Mạnh Thường Quân gửi số tiền này đến cho gia đình luôn. Cần giúp em nữa ha. Gửi cho chị mừng. Chị nhận tiền ha. Chị nhận tiền ha cho chị mừng ha. Con gái mà nhận hả? Ở đây hẹp quá. Con gái nhận giùm chú nè. Con gái nhận ha con. Dạ con cảm ơn. 1.000.000. Cô chú nhiều nè. 2.000.000. 3.000.000. 4.000.000 ha con ha. Dạ con xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân, tất cả các chú, cô chú nhiều. Giống như bước đầu mấy chú đến thì ra chích quỹ của Mạnh Thường Quân. Dạ. Anh em tiếp đó thì anh em còn không gửi cho gia đình ha. Tiếp nữa thì xin phép Mạnh Thường Quân gửi thêm một số tiền nữa để phụ với gia đình lo bệnh tình của chị ở đây ha. Chị rất là nguy kịch rồi. Thì đầu tiên là có cô Mai Việt Kiều Mỹ là gửi 500, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500, qua kênh Mr. Tộc thì gửi là 1.000.000 của Mạnh Thường Quân gửi mọi người cũng... cho chị nha. Của ít lòng nhiều, mỗi Mạnh Thường Quân một ít, giống như bước đầu vậy đó, bước đầu hỗ trợ cho gia đình. Rất là hy vọng khi mà anh em đến thăm hoàn cảnh thì được Mạnh Thường Quân thương đó nha. Thì hy vọng là Mạnh Thường Quân sẽ thấy cái clip mà bé nói chuyện trên đây rất cảm động và rất tội nghiệp nên chị em đối với cái tuổi 17 anh chị gửi. Dạ cô xin tất cả cảm ơn các cô chú nhiều. Anh em ai còn hỗ trợ thì anh cầm nha, cầm giùm anh tính. Dạ thì tiếp đó qua kênh quận cùng mấy anh Sóc Trăng thì đến thầy chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mình, thì cũng thấy cô đây cũng có đang bệnh, ông thì mới mất thì bé thì phải lo gánh nặng cho gia đình. Thì cũng xin phép với Mạnh Thường Quân cũng gửi gia đình ít tiền phụ lo thuốc thang cho cô. Thì em cũng xin phép chị Huệ ở bên Mỹ gửi gia đình là 500.000. Đến đây cũng anh em xin phép Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình. Dạ, con cảm ơn cô chú nhiều. Cố gắng lên nha con. Dạ. Hy vọng thì mấy chú về rồi đăng tải video lên chia sẻ về cái hoàn cảnh của con lên thì ông bà thương và tiếp tục và giúp đỡ
dạ. trong cái thời gian sắp tới để cho mẹ có thêm chi phí cũng như là con cũng đỡ đi làm nè, tập trung để lo cho mẹ ha. Dạ. Trước nhất thì bây giờ phải lo cho ông. Ông ngày mai thì đưa đi vậy hả con? Dạ đúng. Ồ, ngày sáng mai là đưa ông đi rồi. Dạ. Ừ. Dạ 8 giờ rưỡi mai. Ừ. Đưa đến chùa đúng không? Chùa nào? Dạ chùa Bưng Rô Chấp Mây. Ồ. Nói qua video thì cũng cho em cùng với anh em cũng như là mà thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý mạnh thường quân, quý hảo tâm cũng đã đồng hành cùng anh em đến để gửi những cái tình yêu thương này đến cho gia đình đó. Xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Chị cứ gửi lời mạnh thường quân cảm ơn gì chị? Mời em cũng rất là thấy chị ngồi chị khóc. Mạnh thường quân ở kiều bào ở xứ xa mà giúp cho chị em. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Của ích lòng nhiều hay chị ha. Hy vọng thì trong thời gian sắp tới thì mà bọn thằng Quân thấy gia đình em khó khăn, có thương em thì giúp cho chị em hết bệnh, chị em kéo dài thời gian sự sống tặng thương cho cháu nó lớn. Và chị mong muốn là cho cháu nó có chồng đi rồi bả nó ra đi an tâm. Nhưng mà bả trông chị nhà em cũng không có được bao nhiêu đâu, lại em còn gia đình em nữa. Đúng rồi, chị nói đúng rồi, chị giúp phần nào thôi chứ đâu còn gia đình chị cũng khó khăn. Mà này là không phải chị ruột mà chị thương quá. Em dâu thôi. Em dâu đó. Trả lại em dâu chồng. Chồng ngô quỷ luôn rồi gì chị ha, chị cố gắng lên xin chị... em cũng chào chị luôn, giữ sức khỏe nha cô Mít, giữ sức khỏe nha, cố gắng lên nha, giữ tư đắc lạc quan lên, qua đám đi rồi lên bệnh viện lấy thuốc men và uống lên coi tiếp tục coi vết thương. Cha thì cũng 80 mấy tuổi, mắt thì cũng không sao đâu, cái tuổi quá lớn tuổi rồi, giữ sức khỏe đặng cho con được cái tinh thần để nuôi người mẹ nữa nè, bớt đi cái sự đau lòng như chị nha, để giữ cái sức khỏe của mình lên trên hết á, để còn lo cho con nữa. Dạ rồi. Rồi rồi. Thôi đừng có nói nữa được rồi, mệt lắm tim rồi mà trời luôn. Ở đây có thấy con rất là đông, bà con cũng đến. À, lên thăm hả? Vô thăm đi. Bạn canh tin lên luôn kìa. Vô thăm đi em gái. Thôi vô đi. Vô thăm kìa, thăm cô kìa. Vô đi xong rồi, mấy anh xong rồi. Vô đi mấy anh xong rồi. Vô đi thăm. Vô đi ra cho. Ở đây thì hơi nóng. Nó có mỗi đó căng tin với cô chú rồi nước xuống chia buồn gia đình con nha. Dạ con cảm ơn tên. Dạ. Thay mặt hết tất cả các mấy bạn trong căng tin với cô chú ở trong căng tin cô. Dạ chia buồn với gia đình con. Dạ con cảm ơn. Chị này chắc chủ. Không, em chỉ là nhân viên quản lý của quản lý. Thay mặt cha đến để chia buồn. Cha thay mặt của chủ căng tin. Dạ. Chia buồn với gia đình. Chị quá quý rồi. Tất cả các bạn ở trong căng tin cũng có góp một phần nào để chia buồn với gia đình con nha. Góp thêm một phần. Thì là chị quản lý này cũng là nhìn được cái hình ảnh bé gái 17 tuổi là làm ở chổng rồi mẹ. Đi ra ngoài đi con. Dạ. Đi ra nhà đi. Giờ đi ra đi. Thôi đi ra đi chị. Cô chú cũng đồng ý. Đi ra ngoài luôn đi. Rồi, nghe anh chị đến cô về luôn ha. Ba người đến. Rồi, ở trong đó thì rất là nóng đây. Rồi, đến 4 người ha. Dạ. Ở nhà thì mới vừa rồi thì anh em cũng vào để chia sẻ về cái hoàn cảnh của bé Quyển. Bé Quyển 17 hay 18 ta? Gần 18. 18 rồi. Gần 18 rồi. 18 tuổi. Nói thì thời gian vừa rồi thì vừa đi làm vừa chăm sóc cho ông ngoại cũng như là người mẹ mắc một căn bệnh rất là ngặt nghèo luôn. Thì mới đây thì ông đã mới vừa mất. Còn người mẹ thì khi mà hay tin như vậy thì cũng về và nằm, thực sự nằm rất là mệt luôn. Sau khi mà anh em hay được cái tin này thì cũng đến đây thắp hương cũng như là gửi lời chia buồn với gia đình. Bên cạnh đó thì cũng thay mặt mạnh thường quân thì cũng hỗ trợ cho gia đình một phần nào khó khăn á. Thì bây giờ thì chắc cho phép em cũng như là anh em tạm khép video này ở đây. Hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả của mạnh thường quân ở video tiếp theo ha. Rất là mong ông bà cô chú thương gia đình giúp đỡ cho bé Quyển và có thêm ít tiền để lo cho mẹ trong cái thời gian sắp tới. Anh xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ạ.